Hello các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube Cuộc Sống Mỹ Arizona của mình ha. Hôm nay thời tiết cũng mát mẻ bạn. Arizona thì bắt đầu cuối tháng 9 qua tháng 10 thì thời tiết nó bắt đầu nó mát, nó dịu xuống rồi. Sẵn dịp đây cái mình đi vòng vòng trong cái khu mình thấy cảnh nhiều cảnh đẹp, với mình cũng muốn làm một cái video ngắn đó để quay để chia sẻ đến mọi người cái cảnh đẹp xung quanh cái khu nhà mình ở ha. Cái khu nhà mình ở cái tên là Island nha các bạn. Mình tới đây ở cũng 6 năm rồi, từ khi mình qua Mỹ giờ thì mình chỉ ở đây thôi, mình không có ở khu khác. Mình rất là thích cái khu này, nó có nhiều cái để mình sinh hoạt cộng đồng đó, nó vui đó. Có như hồ rồi chèo thuyền, câu cá rồi mấy cái công viên cho mấy đứa nhỏ chơi, rồi xung quanh nó cũng có mấy cái trường học đó, nó cũng tiện cho mình sinh hoạt lắm. Hello. Với ở đây nó cũng sạch sẽ, an ninh tốt các bạn. Người dân xung quanh khu vực mình đang ở thì họ rất là thân thiện nha. Mình ở đây 6 năm mà chưa có thấy cái vấn đề gì xảy ra hết. Đó, bây giờ bắt đầu mình, các bạn nhìn thấy bên tay trái mình không? Đó, cái hồ nhà họ ở xung quanh rất là đẹp nha. Mấy người đó họ mua mấy cái nhà như vậy, nó có cái bến thuyền để xuống đó. Xong rồi họ có mấy chiếc thuyền các bạn thấy không? Đó, mấy chiếc thuyền nó trắng đó. Thì mình thấy cuối tuần đó họ hay lái đi vòng vòng chơi đó. Mình ở trong khu này thôi, nhưng mà cái nhà mình thì không có bến thuyền giống họ. Những cái nhà mà có bến thuyền như vậy nó sẽ mắc tiền hơn. Nhà mình thì nó không có bến thuyền, nhưng mà mình cũng có thể mình đem mấy cái kayak hay thuyền gì mình bỏ xuống đây mình chèo, mình chạy vòng vòng chơi được. Tại mình ở trong khu này mình được quyền sử dụng những cái dịch vụ ở trong cái hồ này các bạn. Để mình quay sát mấy cái nhà đó cho mấy bạn coi ha. Okay. Đó, các bạn thấy không? Nhà nào cũng có mấy chiếc thuyền ở dưới đẹp lắm. Em zoom lại gần nha. Các bạn thấy không? Đó, có mấy chiếc thuyền trắng đấy. Chiều là họ chạy đi vòng vòng cũng vui lắm, họ chạy vòng vòng họ chơi. Qua là bên đây cũng được. Các bạn có nghe tiếng chim nó kêu. Cái khu này nó rất là yên tĩnh nha các bạn, sạch sẽ nữa mình thích. Đó, mấy đứa nhỏ nó ra nó chơi ngoài công viên nha. Đó, đây là xung quanh đây là mình quay cái ở đây nó có một cái sân bóng rổ cho mấy đứa nhỏ nó chơi bóng rổ các bạn thấy không? Một bãi cỏ rất là đẹp nè, cái đường này là để cho người ta đi bộ, buổi sáng người ta đi bộ ở đây đông lắm bạn. Còn cái chỗ này là giống như cái bến cho mấy người họ chạy cái thuyền đó, từ trong nhà họ ra đây xong rồi họ đậu đây xong rồi họ đi ra công viên chơi, họ picnic rồi này nọ. Mình quay tới cái đây nha. Ở đây nó họ cũng làm nhiều cái trò nhỏ để mình lễ, rồi mình cũng hay ra đây để mình nướng thịt rồi mình chơi với mấy đứa nhỏ mà. Ngày lễ mình cũng hay ra đây lắm. Đó, bạn thấy mấy cái này rất là đầy đủ tiện nghi nha, có barbecue rồi nướng thoải mái. Bạn thấy mấy đứa nhỏ nó đang cái đường này có thể người ta đi bộ rồi không? Hay là chơi đạp xe đạp, hay là mấy đứa nhỏ nó chơi patin nữa bạn thấy không? Nó có bé nó chơi patin, hôm nay là thứ hai đó, đầu tuần nên nó cũng vắng, chứ cuối tuần mình ra đây rồi cũng đông lắm. Nhìn đây có một cái bãi cỏ đẹp nè. Mỗi khu như vậy là ở bên Mỹ này là mỗi khu như vậy là có mỗi cái công viên đó. Tùy cái khu nên nó có công viên lớn nhỏ khác nhau nha các bạn. Đối với khu mình đang ở thì mình thấy công viên nó cũng hơi lớn, nó có đầy đủ luôn. Sân bóng rổ, sân bóng chuyền rồi đủ thứ. Đó, này xa. Xa kia là nó có cái lay rau cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Mấy đứa nhỏ có thể ra đó nó chơi cầu tuột rồi này nọ đó. Đó anh quay này coi. Xong nó có cái nhà, ở đây họ có cái nhà giống như nhà của cộng đồng á. Để mình có chuyện gì mình ra đó, những cái vấn đề trong cái khu á, mình cần giải quyết thì mình ra đó. Ok bạn, bây giờ mình sẽ cho cái light cam nó bay lên để mình Mình quay vòng vòng cái cảnh đẹp của cái khu nhà mình ở từ trên cao cho mọi người xem ha. Thì mình đi dọc trong cái khu mình đang ở các bạn, thì mỗi nơi nó có mỗi cái chỗ để cho mình xuống thuyền, chèo thuyền các bạn thấy không? Đó, nhà họ xây sát xung quanh cái máy nước rất là đẹp nha các bạn. Mấy cái nhà này thì nó mắc tiền hơn cái nhà mà mình không có cái máy nước. Để mình quay sơ sơ cho các bạn coi ha. Ở bên đây thì đó, nó của mỗi nhà họ có một cái thuyền để cuối tuần hay là ngày lễ gì đó mình thấy họ chạy vòng vòng chơi vui các bạn nha. Khu này thì rất là đẹp và yên bình. Rồi mình đi chạy lên kia mình quay thêm đoạn để các bạn coi. Đường trong cái khu phố mình ở nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó có đường có 3 lane đàng hoàng nha các bạn. Bạn thấy không? Đó mình đang quay nó có 3 lane đàng hoàng. Đó, 2 lane hai bên, một cái lane ở giữa đi rất là rộng rãi. Rồi có 2 cái lane xe đạp nhỏ đây nè. Ở trong khu phố mình đang ở đây thì xung quanh nó cũng có 2-3 cái chợ của người Mỹ các bạn. Nên nhiều khi mình đi mua đồ ăn đồ uống thì nó cũng dễ lắm. Còn nếu mà mình chạy khoảng 10 phút thì ra có chợ Việt Nam cũng gần. Ở đây nó cũng có trường học cho mấy đứa con mình nó học ở trong cái khu luôn nên cũng tiện lắm. Đó các bạn thấy không? Dọc dọc như cái mé hồ các bạn thấy giờ đó nó có mấy cái chỗ để cho họ xuống thuyền để mình chèo thuyền rồi mình chơi. Giờ mình chạy ra cái khúc này nha các bạn. Cái khúc này nó có cái công viên với cái trường học. Nói chung là bây giờ mình chạy một vòng để các bạn tham khảo rồi coi ngó xung quanh ở đó. Cũng có mấy người họ cứ đó, công nhân họ trồng hoa trồng đồ. Nói chung là họ chăm sóc cái khu này cái khu island mình đang sống hiện giờ là nó có đại khái là 3 cái hồ các bạn, xong nó cắt ngang qua 3 cái đường, 2-3 cái đường này nè. Mình đi bây giờ mình đi, mình đang ở cái hồ thứ nhất nè, mình đang đậu ngay từ hồ thứ nhất, giờ mình chạy qua cái hồ thứ hai đó, cái hồ thứ hai là xong rồi ra hồ thứ ba, cái cổng chính là ở ngay cái hồ đầu tiên. Lát mình quay cho các bạn coi ha. Đây mình quay thêm cho mọi người thấy một cái góc của cái khu mình đang ở nữa nha. Này đó, mình chỗ này nó có cái chỗ cho mình xuống thuyền nè bạn thấy không? Mình có thể đậu cái xe ở đây xong rồi mình cho thuyền rồi hay gì đó mình xuống mình chạy vòng vòng cái khu này cũng được. Đó thì mỗi cái eo eo của cái hồ nó đều có mấy cái góc này cho mình xuống các bạn. Để mình đi dạo hay là có mấy ghế ngồi nè, câu cá rồi đây nè. Trời ơi đây mình thấy cá quá trời luôn, cá bự bự không à. Mấy bữa mình mang cần câu đây mình câu mà không có cá, không có cá. Đây nhìn mấy cái nhà này sát sát mấy cái bờ hồ đẹp các bạn. Đó, có cái thuyền đó. À, tới ngày lễ ngày gì thôi đi chơi nè. Giờ mình đi xuống đây là mình đi vô cái nhà của gia đình vợ mình, của bố vợ mình. Hồi xưa mình cách đây mấy năm á mình qua Mỹ, đây là căn nhà mình ở đây 4 năm nha các bạn. Qua Mỹ là ở đây 4 năm đó, căn nhà này mình dựng đây các bạn thấy không? Đó. Đây căn nhà là mình ở 4 năm xong rồi mình mới dọn qua căn nhà khác nhưng mà cũng gần đây thôi. Nhà mình thì cách đây cũng 1 phút lái xe thôi, không có xa. Cũng thuộc cái khu island này luôn. Hôm nay thời tiết ở Arizona rất là đẹp nha các bạn. Nó bắt đầu nó dịu xuống rồi, dưới 100 độ rồi. Nên là mình đi ra ngoài mình quay clip được. Chứ mấy bữa kia nó nắng quá mình đâu có đi quay được đâu. Nó nắng quá chịu không nổi. Không có ra ngoài quay để chia sẻ mọi người được. Thì thời tiết nó mát rồi, rảnh rồi xách camera đi quay để chia sẻ mọi người. Chứ để lâu quá không up video chắc mọi người quên luôn. Lâu lâu phải up video lên để mọi người cũng biết. Nói chung anh chị em nào ở Việt Nam hay ở đâu mà muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống đây, muốn mình quay cái gì thì comment ở dưới nha. Comment ở dưới clip á, mình nếu mình trong cái khả năng của mình thì mình sẽ đi quay cho mọi người xem. Để chia sẻ mọi người. Làm cái công việc quay phim YouTube này nó cũng thú vị, với nó cũng là cái niềm đam mê nó. Vậy nên mình rất là thích làm YouTube. Đó, mình đang đi từ nhà bố vợ mình về nhà mình là 1 phút lái xe các bạn. Đó, mình chạy về tí xíu là gần tới nhà mình rồi. xung quanh hai bên đường họ trồng mấy cây cam nhiều lắm nha các bạn. Nhưng mà cái mấy cây cam này có cây ăn được, cây ăn không được. Ăn không được là vì sao, nó chua quá ăn không được. Có mấy cây ngọt đó mình cũng lâu lâu mình cũng đi hái ăn lắm, mấy cây vòng vòng đó. Ở trong cái khu mình ở được đó, là nó có camera các bạn. Đó, camera nó an ninh, bởi vậy nên ở đây chẳng thấy cái chuyện gì xảy ra, thấy nằm không có cái vấn đề gì. Rồi giờ mình tới nhà mình rồi, mình vô nhà này. Ok các bạn, vậy nãy giờ mình cũng đi vòng vòng cái khu này, mình quay để chia sẻ mọi người cái cảnh đẹp cái khu mình đang ở đây ha. Đó, mọi người thấy không, rất là đẹp nha. Không biết theo mọi người đánh giá sao, theo mình thì rất đẹp. Mình ở đây đã 6 năm rồi, từ lúc mình qua Mỹ giờ là mình ở đây thôi, mình không ở cái khu nào khác hết. Nhưng mà mình rất là thích cái khu này nha các bạn. Có trường học rồi, có chợ gần, rồi chợ Việt Nam thì đi cũng mười mấy phút thôi, rất là gần. Không khí rất là trong lành nha các bạn. Đó, nhìn cảnh nó đẹp, con người thì nói chung là rất là thân thiện. Anh chị em nào mà có giống ở tiểu bang khác mà mua qua Arizona mà chưa biết cái chỗ nào để mình dọn tới á, hay là chưa chọn được thành phố hay là khu để ở phù hợp á, thì mình nên lên tìm hiểu thử cái khu này nha. Nếu mà phù hợp với mình thì mình nên chọn một căn nhà để ở đây an cư lạc nghiệp, rất là tốt các bạn. Những cái sinh hoạt trong cái khu này thì người dân họ cũng lịch sự lắm, không có vấn đề. Ok các bạn, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của mình ha. Video chia sẻ cái khu mình ở đến đây cũng xin tạm dừng ha. Nãy giờ mình cũng quay cho mọi người coi xung quanh này rất là nhiều rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của mình ha. Hẹn mọi người ở một cái video tiếp theo ha. Mình sẽ tìm những nơi đẹp để mình quay để chia sẻ mọi người nữa. Ok, xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha.